Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lại test thử một chiếc máy xịt rửa áp lực cao sử dụng động cơ dầu diesel. Xác con máy này nó lên đến khoảng 4 tạ các bạn nha. Và động cơ này là động cơ 3 máy tua chậm của Isuzu. Các bạn có thể thấy động cơ này là động cơ rất khủng luôn. Và kéo vào cái đầu xịt, đầu này là khác nhá. Đầu của những cái con kia là đầu Catpum MVK 1050. Còn đầu này là đầu khác, các bạn nhìn không? Đầu này là dạng đầu như đầu Ý ấy. Mình nhìn thấy thiết kế rất giống đầu Ý. Đầu này áp cao luôn. Áp con này chắc cũng phải 140 và lưu lượng phải tầm 40 lít. Rồi, xin mời các bạn đi xa, ra khỏi cái khu vực ra khu vực an toàn để chúng tôi test thử. Nói chung là test thử những con này rất kinh. Chuẩn bị lên nước. Ngày xưa là phải dùng máy để cắt cỏ, giờ lấy nước cắt cỏ luôn, bung gốc luôn anh em ạ. 40 lít áp 140 cơ mà, động cơ dầu 3 máy. Giảm áp đi, giảm áp đi, xoay đầu. Hả? Ui ôi. Quay ở xa này em về. Này. Tạo bão luôn. Đã ăn rồi. Kêu xe rồi em. Kêu xe. Đang phê mày. Lên ga đi. Rồi. Hả?
Đấy đây. Hả? Bắn ra mồm ấy. Anh em thấy không? Bắn ra mạo. Thôi ơi, giật rồi. Đừng chơi ngu. Đang dí dí này thì tăng ga cái thôi, mẹ bốc xôi luôn. Anh em thấy không? Gọi là vãi lúa luôn. Rồi nếu anh em muốn trải nghiệm cảm giác cầm một cái súng 140 cân, à một áp 140 và 40 lít một phút như thế nào thì các bạn qua điện máy Bình Sơn nhá. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Dã man gọi.